Em Thảo Đồ Bẫy gửi lời chào tới các bác. Lồng lò xo đã về rất nhiều. Đây là mẫu lồng 50-90. Mẫu lồng các bác có thể đánh cá chuối, cá chấm 2-3 cân, 4-5 cân đều ok nhé. Các bác, nhiều bác đánh được cua thì đang quan tâm là đổ cua như nào. Các bác thu vào như này. Thu vào ông rũ ra. Rũ mạnh vậy nhá. Đấy, rũ như vậy là cua cá ra hết nhá. Đây là lồng 50-90. Và sẽ có mẫu lồng để các bác đánh cua là mẫu lồng bé. Đây là lồng bé đây. Đấy, mẫu lồng bé này nhá. Cái lồng này các bác có thể đánh cua, đánh ếch này. Nếu mà các bác đã sử dụng mẫu lồng này của đơn vị em thì các bác biết, một mẫu lồng với chất lưới siêu bền, không cứng. Đấy, về nhận hàng kiểm tra hàng trước khi trả tiền chỉ có 40.000 đồng một chiếc thôi các bác nhé. Mua 10 chiếc còn được miễn phí ship trên toàn quốc luôn. Lồng 25 40 40 45 nhé. Lồng cua giá rẻ. Lồng cua bác nào mà đã mua được cái chất lưới này rồi cho em xin một cái bình luận ở dưới cái video này. Đây là một cái mẫu lồng cua mà đơn vị em đặt riêng cái chất lưới để gửi cho các bác cho nó bền đây. Có bác mua tới 300-400 và giới thiệu tất cả các bác chơi cùng mua của đơn vị em. Không cứng như này nhá. Một đại lý, một xưởng chuyên làm và sản xuất lưới thì bao giờ các bác cũng sẽ mua được giá rẻ nhất. Và em mà đã gửi bán lẻ thì các bác yên tâm là cái chất lượng của cái khung lồng nó phải đẹp như thế nào để em mới gửi lẻ. Đấy, sẽ có đáy này. Đáy này là đáy, đây là lồng ô nhá. Đáy đổ tôm. Cái lồng ô nhà em lồng ô hai khung này, chất lưới dù này, hai khung này. Đẹp như này. Chỉ có 50.000 một chiếc thôi. Cứ mua từ 10 chiếc là đơn vị em sẽ miễn phí ship hoàn toàn. Ở đại lý em thì có lồng 33 nhá. Đây là lồng 33 loại đẹp này. Có một loại lồng 33 loại rẻ hơn. Cái này là 70 đấy các bác ạ. 70.000, có loại 50.000. Đây loại này là 70.000 này. Có loại 50.000. Hãy đăng ký kênh của em Thảo Đồ Bẫy để xem tất cả các loại lồng lưới giá rẻ. Lồng bát quái, lồng ô, lồng lò xo, lồng bắt tép. Một cái video ngắn này thì chia sẻ như vậy để các bác nhà mình được biết tới những cái dụng cụ của đơn vị em. Đấy, và đây là những cái đơn hàng mà em đang đóng gói gửi cho các bác nhé. Từng bao như thế này, tới tay các bác này. Đấy, bác nào mà quan tâm thì hãy nhớ đăng ký kênh để đón xem rất nhiều những cái dụng cụ hay của bên em qua những cái đoạn clip ngắn như này. Đây là lồng kim cương này. Cái này có giá rẻ, dùng 15, ok. Chất lưới nha các bác nhé, 60.000 đồng một gái. Đây là lồng khóa. Đấy, em cũng quay qua về bên xưởng nhà em về tất cả những cái mẫu lồng lưới. Bác nào có nhu cầu về mẫu lồng nào hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để đây. Và nhớ đăng ký kênh để đón xem và lựa chọn rất nhiều những cái mẫu hay của đơn vị em. Một cái video rất chi là ngắn và chi tiết về sản phẩm. Cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này. Chào và hẹn gặp lại các bác nhé.